Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 1, sách Cánh Diều của nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học bài 17, âm di và âm ca. Trước tiên cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên. Chúng mình cùng nhau làm quen với âm hôm nay chúng mình học nhé. Cô giáo giới thiệu với các em âm đầu tiên hôm nay chúng mình học có tên là âm G. Nghe cô phát âm G. Mời các em phát âm lại cho cô 3 lần. Cho cô biết âm G gồm có mấy âm ghép lại, đó là những âm nào? Các em ạ, âm G gồm có 2 âm ghép lại, đó là âm G và âm I. Âm G đứng trước, âm I đứng sau. Chúng ta đọc là G. Và khi phát âm, âm G thì luồng hơi đi ra bị cản lại. Do đó âm G được gọi là phụ âm. Âm thứ hai mà hôm nay chúng mình học đó là âm K. Nghe cô phát âm K. Mời các em phát âm lại 3 lần. Cho cô biết âm ca khi phát âm thì luồng hơi đi ra như thế nào? Các em ạ, âm ca khi phát âm luồng hơi đi ra bị cản lại. Do đó âm ca được gọi là phụ âm đấy. Cô giáo giới thiệu với các em, đây là chữ ca in thường, còn đây là chữ ca in hoa. Và hôm nay chúng mình sẽ làm quen với chữ ca in thường. Chúng mình cùng nhau đọc lại nhé. G, K. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần tiếp theo. Các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh và cho cô biết trong tranh đó là hình ảnh gì? Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh những cây giá đấy. Cây giá được mọc lên từ hạt đỗ. Cô giáo có tiếng sau. Giá, đỗ. Đây là từ gồm có hai tiếng, tiếng giá và tiếng đỗ. Tiếng giá đứng trước, tiếng đỗ đứng sau. Và trong tiếng giá thì có chứa âm di mà hôm nay chúng mình học đấy. Đây chính là âm di. Chúng mình nghe cô phát âm lại. G. Bây giờ các em hãy quan sát mô hình tiếng. Đây là mô hình tiếng giá. Tiếng giá có âm di đứng trước, âm a đứng sau, thành sát trên A. Chúng ta đánh vần như sau. G, A, Gia, Sắc, Giá. Mời các em đánh vần lại nào. Chúng mình cùng nhau đọc lại bài nhé. G, Giá, Đỗ. Giá. G, A, Gia, Sắc, Giá. Mời các em đọc lại nào. Như vậy chúng mình vừa làm quen được với âm mới đó là âm di, tiếng mới đó là tiếng giá và từ mới là từ giá đỗ. Tiếp tục chúng mình sẽ cùng nhau làm quen với âm thứ hai. Cho quan sát bức tranh và cho cô biết trong tranh đó là con vật gì? Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh con kỳ đà đấy. Cô giáo có từ sau. Kỳ đà. Mời các em đọc lại. Trong từ kỳ đà thì tiếng kỳ có chứa âm ca mà hôm nay chúng mình học. Đây là âm ca. Chúng mình phát âm lại nhé. Ca. Bây giờ các em hãy quan sát cho cô giáo mô hình tiếng kỳ. Tiếng kỳ có âm ca đứng trước, âm y đứng sau, thành huyền trên y. Và chúng ta đánh vần như sau. Ca, y, kỳ, huyền, kỳ. Mời các em đánh vần lại nào. Chúng mình cùng nhau đọc lại bài nhé. Nghe cô đọc mẫu. Ca, kỳ đà, kỳ. Ca, y, kỳ, huyền, kỳ. Mời các em đọc lại nào.
Như vậy chúng mình vừa làm quen với một âm mới nữa, đó là âm ca. Tiếng mới đó là tiếng kỳ và từ mới đó là từ kỳ đà. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2. Tìm tiếng nào có chứa chữ di và chữ ca. Để biết được tiếng nào có chứa chữ di và chữ ca thì các em phải quan sát bức tranh và tìm tiếng từ tương ứng với bức tranh đó. Sau đó chúng ta sẽ tìm tiếng từ có chứa âm di hoặc âm ca để chúng ta nối vào. Trước tiên bức tranh thứ nhất, các em cho cô biết đó là hình ảnh gì? À các em ạ, trong bức tranh thứ nhất đó là hình ảnh cụ già đấy. Đây là cụ già đang ngồi kể chuyện cho em bé nghe. Khi các cụ già kể chuyện thì các em bé rất là thích đấy, vì các cụ kể những câu chuyện ngày xưa rất là hay và hấp dẫn. Cô giáo có tiếng tương ứng với bức tranh, đó là tiếng kể. Nghe cô đọc lại. Kể. Nghe cô đánh vần. Ca ê kê hỏi kể. Kể. Mời các em đánh vần lại nào. Cho cô biết trong tiếng kể có chứa âm gì mà chúng mình vừa học. À, trong tiếng kể có chữ ca mà hôm nay chúng mình học đấy. Vậy trong tiếng kể có chứa chữ ca, chúng ta sẽ nối đến chữ ca nhé. Tiếp tục bức tranh thứ hai, cho cô biết đây là hình ảnh gì. À các em ạ, đây chính là hình ảnh cái rẻ dùng để lau bàn khi có nước hoặc là bàn bị bẩn đấy các em ạ. Cô giáo có tiếng tương ứng với bức tranh, đó là tiếng rẻ. Tiếng rẻ có âm di đứng trước, âm e đứng sau, thanh hỏi trên e. Cho cô biết trong tiếng rẻ có chứa chữ gì mà chúng mình vừa mới học. Trong tiếng rẻ có chứa chữ gì mà hôm nay chúng mình học đấy. Đây là chữ gì. Chúng mình nối với chữ gì nhé. Tiếp tục bức tranh thứ ba, cho cô biết đây là hình ảnh gì. À các em ạ, bức tranh thứ ba đó là hình ảnh đang kẻ đường kẻ đấy các em. Và khi đường kẻ thì chúng ta phải dùng thước và bút chì để chúng ta kẻ theo thước thì nó sẽ thẳng đấy các em. Cô giáo có tiếng tương ứng với bức tranh, đó là tiếng kẻ. Cho cô biết tiếng kẻ có âm gì đứng trước, âm gì đứng sau và thanh gì. Tiếng kẻ có âm ca đứng trước, âm e đứng sau, thanh hỏi trên e. Và trong tiếng kẻ thì có chứa âm ca mà hôm nay chúng mình học đấy. Cô giáo nối vào với âm ca. Chúng mình cùng nhau đọc lại các tiếng này nhé. Kẻ, rẻ, kẻ. Tiếp tục chúng mình quan sát tiếp bức tranh tiếp theo. Các em hãy quan sát bức tranh thứ tư và cho cô biết trong tranh đó là hình ảnh gì. À các em ạ, trong bức tranh thứ tư đó là hình ảnh cái giò. Đây là cái giò được làm bằng thịt đấy. Cô giáo có tiếng sau. Giò. Nghe cô đánh vần. Di o do huyền giò. Mời các em đánh vần lại. Tiếng giò có âm di đứng trước, âm o đứng sau, thanh huyền trên o. Và trong tiếng giò thì có chứa âm gì mà hôm nay chúng mình học. Tiếng giò có chứa âm gì mà hôm nay chúng mình học đấy. Chúng mình sẽ nối vào với âm gì nhé. Tiếp tục bức tranh thứ 5, cô giới thiệu với các em đây chính là bờ kè của con đê đấy. Cô giáo có từ sau. Bờ kè. Bờ ơ bơ huyền bờ. Ca e ke huyền kè. Bờ kè. Cho cô biết trong từ này thì tiếng nào có chứa âm hôm nay chúng mình học. À, trong từ này thì tiếng kè có chứa chữ ca mà hôm nay chúng mình học đấy. Chúng mình sẽ nối vào với chữ ca. Tiếp tục bức tranh thứ 6 cho cô biết đó là hình ảnh gì. Các em ạ, bức tranh thứ 6 đó là hình ảnh cái giỏ đấy. Cái giỏ này dùng để đựng cá, đựng cua.
Cô giáo có tiếng từ tương ứng như sau: giỏ cá. Trong từ giỏ cá thì tiếng giỏ có chữ gì mà hôm nay chúng mình học đấy. Chúng mình nối với chữ gì. Như vậy chúng mình đã tìm được tiếng có chứa chữ gì và chữ ca rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại các tiếng từ này nhé. Giò, bờ kè, giỏ cá. Mời các em đọc lại nào. Qua phần tìm tiếng, chúng ta hãy ghi nhớ lập chính tả nhé. Các em hãy ghi nhớ lập chính tả với chữ ca và chữ cờ. Chữ ca thì được đứng trước các nguyên âm e, ê và i. Còn chữ cờ sẽ đứng trước với các nguyên âm còn lại. Cô ví dụ ở đây chữ ca có thể ghép được với chữ e và thêm thanh hoài chúng ta sẽ được chữ kẻ. Ca e ke hoài kẻ. Ca e ke hoài kẻ. Ca i ki huyền kỳ. D a đa huyền đà. Kỳ đà. Chúng mình đánh phần lại nào. Tiếp tục chúng mình quan sát sang đây. Âm chữ cờ sẽ ghép được với các nguyên âm còn lại trừ ba nguyên âm, đó là nguyên âm e, nguyên âm ê và nguyên âm y. Như vậy chúng ta sẽ thấy chúng ta ghép được tiếng thêm thanh như sau: cờ a ca sắc cá. Mời các em đánh vần lại nào. Cờ o co hỏi cỏ. Cờ ô cô. Cờ ơ cơ huyền cờ. Chúng mình vừa cùng nhau ghi nhớ luật chính tả, ghi âm chữ ca và chữ cờ rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc. Hôm nay chúng mình sẽ đọc bài Bé Kè. Các em hãy lắng nghe cô giáo đọc mẫu và đọc thầm theo cô nhé. Bé Kè. Bà bế bé Lê. Bé Bi Bô. Dì Dò. Đó là bé Kè. Dì Kế Dã Dò. Cỗ có giò. Có gà. Có cả giá đỗ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng câu một nhé. Lần một cô giáo đọc, lần hai các em sẽ đọc theo con chuột chỉ của cô. Bé Kè. Mời các em đọc lại. Chúng mình luyện đọc câu 1 nhé. Nghe cô đọc mẫu. Bà bế bé Lê. Mời các em đọc lại nào. Trong câu này thì chữ bà được viết hoa, đó là chữ bờ in hoa. Và chữ Lê được viết hoa, đó là chữ L in hoa. Tiếp tục chúng mình nghe cô đọc mẫu câu 2. Bé Bi Bô. Dì Dò. Mời các em đọc lại. Trong câu này thì chữ bé đầu tiên được viết hoa, đó là chữ bờ in hoa. Và chữ giờ in hoa. Chúng mình cùng nhau đọc lại nhé. Bé Đi Bô. Dì Dò. Nghe cô đọc mẫu câu thứ 3. Đó là bé Kè. Dì Kế Dã Dò. Mời các em đọc lại. Trong câu này thì chữ đó chữ đờ in hoa. Chữ gì có chữ giờ in hoa. Chữ kế là tên riêng của gì cũng được viết bằng chữ ca in hoa. Chúng mình cùng nhau đọc lại câu này đi. Chúng mình luyện đọc câu cuối cùng nhé. Nghe cô đọc mẫu. Có cỗ, có giò, có gà, có cả giá đỗ. Chúng mình đọc lại nào. Đầu câu được viết hoa, đó là chữ cờ in hoa. Như vậy là chúng mình vừa cùng nhau luyện đọc từng câu trong bài đọc.
Bây giờ hãy cho cô biết, trong bài đọc thì bà đã bế ai? À các em ạ, bà đã bế bé Lê đấy. Vậy bé Lê đã nói gì? À, bé Lê đã bi bô, nói là dì dò. Và đó là bé kể là dì kế dã dò. Nhưng mà do em bé còn chưa nói rõ cho nên em nói không rõ ý đấy. Vậy cho cô biết, trong mâm cỗ của nhà bạn thì có những gì? À, cỗ có giò, có gà, có cả giá đỗ đấy. Như vậy là chúng mình vừa cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu nội dung của bài. Thế cho cô biết, trong bài đọc vừa rồi thì tiếng nào có chứa âm gì? À, tiếng có chứa âm gì đó là tiếng giò và tiếng giã. Tiếng giá. Thế tiếng nào có chứa âm ca? Tiếng có chứa âm ca đó là tiếng kẻ và tiếng kế, là những tiếng có chứa âm ca đấy. Như vậy chúng mình vừa cùng nhau luyện đọc, tìm hiểu nội dung của bài và tìm được tiếng có chứa âm mà hôm nay chúng mình học rồi đấy. Về nhà các em hãy luyện đọc thêm bài đọc này nhé. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Hôm nay chúng mình sẽ luyện viết chữ G, từ giá đỗ, chữ ca và từ kỳ đà. Trước tiên chúng ta quan sát quy trình viết chữ G. Đây là chữ G. Chữ G gồm có hai chữ ghép lại với nhau, đó là chữ G và chữ Y. Chữ G đứng trước, chữ Y đứng sau đấy. Chữ G có độ cao là 5 ly và chữ Y có độ cao là 2 ly. Các em hãy quan sát quy trình viết chữ G nhé. Đầu tiên chúng ta viết chữ G. Chữ G gồm có một nét cong kín có độ cao là 2 ly. Nét thứ hai đó là nét khuyết dưới. Nét khuyết dưới thì chúng ta viết là từ đường kẻ 3 trên. Bắt đầu từ đường kẻ 3 trên, chúng ta sẽ viết xuống đường kẻ 4 dưới. Đó là nét khuyết dưới. Chúng ta kéo sao cho thẳng với đường kẻ thẳng. Đến gần đường kẻ 4 dưới thì chúng ta lượn cong về bên tay trái một chút. Đường cong này có độ rộng là 1 ly. Chúng ta sẽ viết cái nét khuyết dưới từ dưới lên trên. Sau đó chúng ta sẽ viết liền nét lên con chữ Y có độ cao là 2 ly. Chữ Y ở đây chúng ta sẽ viết từ đường kẻ 2 lên đến đường kẻ 3. Chúng ta viết nét móc ngược của chữ Y. Điểm dừng bút là ở đường kẻ 2. Chúng ta để dấu chấm ở giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4 các em nhé. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ quan sát quy trình viết chữ K. Chữ K cũng gồm có nét khuyết trên có độ cao là 5 ly. Đó là nét khuyết trên. Và nét thứ hai đó là nét thắt giữa có độ cao là 2 ly. Chúng ta lưu ý là điểm nét thắt giữa là chúng ta sẽ thắt vào giữa cái đường kẻ 2. Và điểm dừng bút là ở trên đường kẻ 2 các em nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ G và chữ K. Tiếp tục cô giáo hướng dẫn các em viết từ giá đỗ. Các em hãy quan sát quy trình viết như sau. Chữ giá gồm có chữ G ghép với chữ A. Thanh sắc trên A. Đầu tiên chúng ta viết chữ G gồm có chữ G có độ cao là 5 ly. Chúng ta ghép với chữ Y có độ cao là 2 ly. Từ điểm dừng bút của chữ Y thì chúng ta sẽ lia bút viết tiếp chữ A có độ cao là 2 ly.
Thanh sắt chúng ta sẽ để trên đầu chữ A. Cách một con chữ O chúng ta sẽ viết chữ đỗ. Chữ đỗ thì chúng ta sẽ viết chữ đờ có độ cao là 4 ly. Từ điểm dừng bút của chữ đờ thì chúng ta sẽ viết tiếp lên chữ O có độ cao là 2 ly. Chúng ta lưu ý là để dấu O ở giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4 nhé. Thanh ngã trên đầu chữ O. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết từ giá đỗ. Tiếp tục, cô giáo hướng dẫn các em viết từ kỳ đà. Các em hãy quan sát quy trình viết. Đầu tiên chúng ta viết chữ K có độ cao là 5 ly. Từ điểm dừng bút của chữ K thì chúng ta sẽ viết tiếp chữ Y có độ cao là 2 ly. Thanh Huyền để trên đầu chữ Y. Cách một con chữ O chúng ta viết chữ đà. Chữ đà thì gồm có chữ đờ có độ cao là 4 ly. Chữ A có độ cao là 2 ly. Thanh Huyền chúng ta để trên đầu chữ A. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết từ kỳ đà. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau luyện viết. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện viết chữ G từ giá đỗ, chữ K và từ kỳ đà. Về nhà các em hãy tìm thêm một số tiếng từ, câu có chứa âm K và âm G mà hôm nay chúng mình học nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.